Vâng, xin kính chào quý anh chị em quay trở lại với kênh của em. Em tới ô tô tại địa chỉ cơ sở 1, số 10 Thành Thái Công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Cơ sở 2 tại số 17 Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Trên thị trường một dòng xe đã qua sử dụng, quý vị mà quan tâm đến dòng xe 7 chỗ thì đây là một con cực kỳ hấp dẫn dành cho quý vị. Fortuner 2019 số tự động, máy dầu, một cầu thưa quý vị. Dòng xe SUV màu trắng ngọc trai thưa quý vị nhé. Thì trước tiên mảng con 2019 này thì cái phần cụm đèn trước của nó hoàn toàn khác với ấy, cụm đèn 2020 và 2021. Phần cá lăng và phần đèn gầm hoàn toàn khác thưa quý vị nhé. Quý vị có thể nhận biết được qua phần đầu của chiếc xe. Vâng, phần thứ hai, lốp của chiếc xe thì nó là dạng lốp. Lốp của chiếc xe thì nó có là loại lốp 17 inch và có thông số ở trên xe là xe đăng ký 2020. Quý vị có thể nhìn dòng chữ nhỏ ở trên xe. Vâng, thì phần đèn và phần ốp tay, phần lưng dè, phần giá lóc thể thao và cái dè chắn mưa thì nó rất là mới. Tay nắm được mạ cửa rôm thưa quý vị nhé. Vâng, cụm đèn sau nó có một dạng đèn nét và đường viền mạ cửa rôm rất sáng bóng. Phần đèn vây cá ở trên cao kia là dạng phanh trên cao, đèn nét thưa quý vị nhé. Xe được lắp cảm biến camera lùi, camera lùi thưa quý vị. Đây, quay chi tiết cho quý vị. Xe có cảm biến 4 cảm biến lùi và có cam sau thưa quý vị nhé. Xe màu trắng ngọc trai, xe chạy được 2.800.000 km thưa quý vị. Xe về nguyên bản bên em mới chỉ rửa qua, nước sơn chưa phải sơn lại thưa quý vị nhé. Xe chủ xe đi rất giữ gìn. Vâng, mời quý vị coi phần nội thất của chiếc xe. Vâng, thì chiếc xe nguyên bản của nó 2019 thì phần ghế điện của nó là một bên lái. Còn đời 2020 và 2021 thì nó đã được chỉnh ghế điện. Đời 2021 là nó đã lên ghế điện hai bên thưa quý vị nhá. Phần vô lăng của nó tích hợp bàn phím. Cái phần da nó rất dày và ốp vân gỗ. Vâng, chiếc xe kính và gương đã được gập điện, chỉnh điện lên xuống. Phần ghế da nguyên bản theo xe. Mời quý vị coi vào phần nội thất của chiếc xe. Vâng, chiếc xe máy dầu lổ lên rất là êm ái thưa quý vị. Vâng, với một con xe máy dầu vô cùng tiết kiệm nhiên liệu dành cho những gia đình chạy cực kỳ nhiều. Em đã từng chạy từ trong Huế đi ra chỉ có hơn 500 cây và đổ 1 triệu tiền xăng. 1 triệu tiền dầu thưa quý vị, 1 triệu tiền dầu mà đi ra là mới chỉ hết một nửa, đó là hết 500. Từ Huế đi ra ngoài Hà Nội mà quý vị chỉ mất có hơn 500 tiền dầu, rất là vô cùng tiết kiệm nhiên liệu. Có lẫy chuyển số thể thao thưa quý vị nhá. Vâng, xe được trang bị rất nhiều các chức năng dành cho xe. Thì thay vào đó, phần xe thì nó chưa được nên cho mình một bộ điều hòa tự động, mà thay vì đó nó là điều hòa cơ thưa quý vị. Nó khác nhau về điều hòa cơ. Thì màn hình của nó cũng là màn hình được kết hợp với điện thoại, nghe gọi rảnh tay, nghe nhạc và gọi điện một cách kết hợp với lại điện thoại. Điều hòa của chiếc xe thì nó là hai vùng độc lập thưa quý vị. Đây ạ, số tự động
vành tay vẫn còn theo xe. Xe thì có thêm chế độ tiết kiệm nhiên liệu và chế độ chạy mạnh, thêm chế độ chống trơn trượt, thưa quý vị. Vâng, chiếc xe rất nhiều ứng dụng, phần xe cực kỳ đẹp. Vâng, mời quý vị coi phần sau của chiếc xe. Dòng xe 7 chỗ. Xe thì có cửa gió sau, thưa quý vị. Và trần vâng, và trần được bọc da, thưa quý vị. Xe 7 chỗ rất là rộng. Quý vị nhìn phía sau đây. Vâng, rộng, rất là rộng ạ. Dòng xe cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, động cơ Bito Tobi. Dạ xin phép là động cơ máy dầu. Khi quý vị mua chiếc xe thì quý vị cần quan tâm đến điều gì? Đó là chiếc xe có bị đâm đụng hay không? Keo chỉ nó có còn nguyên bản hay không, thưa quý vị nhá. Xe có bị ngập nước hay không? Giấy tờ an ninh pháp lý có phải rõ ràng hay không? Nguồn gốc rõ ràng. Vâng, quý vị đang quan tâm dòng xe này thì cho em xin một like, một đăng ký kênh cho kênh trở nên phong phú hơn. Thì quý vị có thể đến trực tiếp tại salon địa chỉ số 17 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Hoặc quý vị liên hệ vào số điện thoại trực tiếp, và số điện thoại của em đó là 0977 500 055. Em sẽ tư vấn cho quý vị và cung cấp thêm thông tin cho quý vị. Xin chúc quý vị một ngày mới thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Và chúc quý vị làm thật nhiều tiền để ghé salon em ủng hộ những con xe mới về bên em. Vâng, xin cảm ơn.